À, xin chào buổi chiều mọi người. Đấy, trước mặt chúng ta là những cây mai trắng. Đây là mai trắng Miến Điện. Giống này thì theo anh em nó là khó nuôi, nhưng mà thấy vườn của ông anh nuôi ở dưới đất rất là tốt nè. Nói chung là chúng ta biết kỹ thuật chăm sóc, nuôi ở dưới đất nè, nuôi thẳng ngoài nắng luôn. Sau khi tết mà đôn lại nè, nó ra nguyên cây rất là đẹp, giống như cây bông bụp chứ, nhìn từ xa giống như cái bông bụp nha, bông bụp lá cẩm thạch. Mai ghép mà trồng dưới đất rất là tốt. Bạch mai Miến Điện nè. Hay vậy mấy anh mấy chú tham khảo ở nhà ở dưới quê ra vườn nào đó, đất rất là nhiều quá đó, chúng ta chắc cạch lên rồi chúng ta đổ đất vô. Đất này rất bình thường thôi đó. Đổ đất khô vô quá rồi trồng sao. Thời gian đầu thì giữ ẩm á, dùng rơm giữ ẩm đâu. Nhiều khi mấy anh mấy chú nói chuyện này nít thì cũng biết á, mà chưa chắc trồng được đâu á. Những cái cây mà trên chậu mà còn nguyên bột phân ta xuống đất á, thời gian nó bị sụp phân á, sụp phân rồi nó cái rễ nó bọng với ổ mối bên trong là không có tốt. Nó cũng có cách xử lý á. Đây cái cúc rồng bay nè, ép gốc bứng á. Nói chung là trồng á, đây trồng không có cái gì mà bằng đất hết trơn á. Nếu ta có điều kiện ở dưới đất á, có đất ta xuống đất trồng á, như mấy anh mấy chú ở Bình Hòa Phước á, trồng mai cây nào cây nấy á, cao 5-6 mét không à. Đây là cây thủ đức à, thủ đức gốc nhớt nè, gốc nhớt mà đế quái á. Cho anh em xem, mới có chừng khoảng chừng 3 năm mà xuống đất nè, cũ có nở hết hồn không, một cục không à. Ăn được á. Mây ghép nè. Thay vì chúng ta trồng cây nguyên thủy á, thì chúng ta trồng cây ghép này biết chắc chắn là bông đẹp á. Còn mai nguyên thủy mà chúng ta lựa mấy cây bông đẹp chúng ta trồng á, thì như ý luôn á. Mấy cây rồng rắn đâu nè, trồng á. Vườn của ông anh á, nhưng mà xuống đất thì đỡ chăm sóc á. Đây là cây cúc 150 cánh nè, xuống đất nè. Nó liền đầu ở trên á. Xuống đất thì sắp gạch cho nó cao, nó rõ nước á. Chứ xuống đất mà người ta trồng bằng mặt thì nó cũng không có tốt nữa. Nhiều khi mưa nước ngập rồi nó ngập úng nó chết luôn á. Cây cúc ra 50 nè. Này dẫu nhung rồi nè. Dẫu nhung rất là tốt á. Xuống đất nè, rồi sau này người ta muốn chơi, người ta muốn bán, người ta bứng á, bứng bó bầu, giữ nguyên cái bầu á. Lên chậu hay gì đó, hoặc là lên cái bồn cao hơn, bự hơn á. Bây giờ mấy xu hướng mà mấy cái nhà lớn lớn là biệt thự rồi đó, người ta trồng mà người ta đắp cái bồn trước trước nhà, đắp cái bồn lớn á, cao bao đâu cả mét, mét rưỡi đó. Trồng những cây mai tàn á. Đặt xuống cái nó là nó thành phẩm luôn á. Này mấy cây dẫu nhung nè, anh em thấy không? Rất là tốt á. Nó đen như mực nha. Ở dưới đất đó. Dẫu nhung á, quá tốt á. Tiếp theo đây thì là hai cây mấy cây thủ đức á. Thủ đức này đó ông trồng là cái ông trồng là cái gốc bứng á, gốc cả ngón chân cái à. Năm thứ tư á, sau 4 năm nè, cái gốc bự bằng cỡ cầm chân á. Cái cốt ghép hết hồn không? Đó. Dạ thủ đức ha. Nó đang thui luôn á. Xương đặc kẹo không bị bỏ nhánh đâu á. Nó đủ lực nè. Thủ đức mà người ta trồng chậu rất là dễ bỏ nhánh á. Nó không có đủ sức á. Nó hư rễ là nó bỏ nhánh hết trơn á. Còn này nè, đủ lực nè. Đó, quá sức không? Đen thui luôn á. Rồi, nay mình có dịp đi tới vườn của ông anh á. Quay lại cho anh em tham khảo á, mở rộng tầm mắt á. Sau 4 năm à, đó gốc nó chân cái thôi á. Trồng nó lớn, nó cũ á. Lớn bằng cùm chân nha.
dưới đất là vẫn phải đắp mô á.